Ok và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Hiện tại mình đang đứng ở trên thiên đường anh em ơi. Giỡn với anh em thôi. Hiện tại là mình đang ở trong một con quơ anh em ơi. Thì cái quơ này là một cái quơ chơi bắn súng anh em ạ. Đó, hiện tại hôm nay có nè anh Mr. Dịch nè, chị Ca Mui nè, với lại là Kairon nè anh em. Đó thì bọn mình sẽ chơi trong một cái quơ. Đây chính là quơ lâu đài của, đây là lâu đài bằng đất nè, lâu đài của nước nè, lâu đài bằng kim cương là lâu đài của pro nè, lâu đài màu vàng này là lâu đài của God nè, God là ông thượng đế đó anh em. Đó, bên cái lâu đài bên kia là bằng gì ta, là bằng Bedrock, là lâu đài của hacker đó anh em. Đó thì để coi bọn mình sẽ đóng vai thành nhân vật nào nha anh em. Mình nghĩ là chắc chị Ca Mui là đóng vai nút nè, anh Vịt thì đóng vai God nè, Kairon thì chắc là đóng vai hacker, còn mình chắc là đóng vai pro anh em, tại mình màu xanh mà. Ok, chúng ta bắt đầu vào video thế nào. Ok, bắt đầu anh em ơi. Ui, mình, wow, mình được làm vàng. Tại sao một người như tôi, một người như tôi lại căn nhà nước vậy Phong ơi? Vịt để biết hành nước rồi. Căn nhà nước. Em bị lốp rồi bác. Mày, các bạn có thấy gì không? Nhìn Kairon kìa. Nhìn Kairon kìa. Nhìn Kairon kìa. Kairon bị rơi. Từ từ đấy, tôi cứu nó coi. Nó rớt rớt ngoài từ từ. Đã lấy cứu này. Từ từ xem xác định tọa độ nó xuất hiện ở điểm nào đó. Sao nó rời? Sao nó rời ngoài anh? À đây rồi, thế từ từ cao, từ đây sẽ cứu cao này, núp sẽ cứu cao, đi đây đi, bình tĩnh cây, bình tĩnh không? Yên tâm đi, trong đây hình như nó có cái móc rồi, để em móc cao lại cho, đây. Đúng rồi, móc lại đúng rồi. Đây từ để em móc cao lại cho, coi đẳng cấp của thượng đế nè anh, coi em được làm thượng đế nè. Không núp lại mình còn không. Cao đâu? Ôi trời, chụp không được rồi, chụp không được. Rồi, hồi sinh này, đó. Kairon nè, ôi trời, vẫn bị. Cái này, hồi sinh chưa? Kairon nè, lại, hồi sinh chưa? Hồi sinh. Kairon nè, lần gần, mình gần bắt được Kairon nè. Hồi sinh. Tầm thường hay nhìn Ca Mui đây. Ôi, sao được đây? À. Ơi, em bị biến thành con gà ơi, chết em bị biến thành con gà rồi, từ từ. Ha. Từ đi anh giải cứu cái. Em có thể móc những cục đất bên lâu đài của Vịt qua chỗ em đem đi. Trời, em rơi luôn rồi. Từ từ đây để giải cứu cái, nhiệm vụ của lúc là phải giải cứu cái thôi. Cái từ đây đây cái. Cái rồi. Số cây rồi nhỏ quá, có hồi sinh là chết, Cái. Cái ok. Thôi Kairon, bây giờ Kairon biến thành con bò luôn. Nó chết luôn. Chết rồi. Mọi người đâu? Lại xuống cây nè. Bọn em, chị Ca Mui đâu? Chị Ca Mui, sao chị Ca Mui ở trên lâu đài của ông Dịch vậy? Biết tại sao không, vì chị là pro. Chị Ca Mui là hacker mà, chị Ca Mui bên lâu đài có hacker đúng không? Trời má tao biết sát. Dịch đặt cái block á Dịch ơi. Đây. Không có đặt được. Thôi nói chung là thôi Kairon ơi, coi như là số Kairon nhỏ rồi, Kairon đã chết rồi Kairon. Để mình số. Ok, thôi đi đây. Nó chết, nó cũng hồi sinh rồi đó. Chạy đâu cho thoát. Từ, chui vô đây. Kairon sẽ là đồng minh của núp. À, vậy là bây giờ núp có đồng minh rồi đúng không? Hả? Ok, em qua được nhà Vịt rồi nè. Cái dùng cái này để cái này để về chỗ của cái đi. Ok. Chạy ngoài, đừng lên tầng, đừng lên tầng. Ok. Ủa, Vịt với cái đâu rồi? Cô em là cái nào anh? Dịch nè. Ôi, gây. Được. Mình chạy. Phong Cận tới đây. Ây da, lại té rồi. Phong Cận tới đây. Ôi. Ở đây cái bàn, không phải cái toilet. Yes, bay qua nhà cũng Phong Cận được rồi. Ủa. Giết Phong Cận đi. Này thì bay qua. Đậu xanh, chị Ca Mui. Bà Ca Mui bắn chị. Hello Kairon, hello Kairon. Kairon, ông Kairon, ông đi ngang qua, ông tưởng em là con gà. Em bay ra ngoài. Trời ơi, mấy thằng lính nó bắn khỏe á. Tụi nó bắn khó chịu liền á. Mr. Dịch nè, Kairon nè.
ra qua đây qua đây. Ủa, phong là nhà gì ta? Phong là gì? God à? Em là thượng đế, em là thượng đế. God, bà cái mùi bà hacker. Hacker này. Kairon nè. Kairon hóa trang con bò không? Chơi đi rồi. Phong tự TV đâu? Ô, gì đây? Nè. Trời ơi, nước bắn. Ghê lắm. Đây. Dịch nhìn em kìa, dịch nhìn em kìa. Em 10 15 điểm lận nha dịch nha, không phải ít đâu. Ấy. Bà cầm mua. Núp bắn chiến thuật, núp xây tường thành là các kiểu là mấy bạn không biết chơi nè. Em à xây nguyên cái đường đi lên trên trời luôn kìa, thấy ghê không? Ồ, dịch ơi. Kairon. Ây da. Bực bội ghê luôn á, bực bội ghê luôn. Bà cầm mua bắn em nãy giờ nè. Ca mui này. Ca mui là vỡ đầu. Ủa, phát này bắn trúng thịt mà. Xem Phong leo lên trời đây, xem Phong. Xem Phong leo lên trời nè. Đâu có được. Ca mui nè, ca mui nè. Ghê không, ghê không? Rồi, cái thằng gót đó rồi. Trời ơi, mình mang tiếng hết cơ quá à. Kairon nè. Em leo tới tận trên trời luôn, ghê không? Ghê không? Mít tơ dịch nè. Á đù. Thằng gót rồi, trên trời. Lên giết nó. Em là God, em là thượng đế, em đứng trên trời nè, ghê không? Đế mà, đế à? Mày láo à? Láo. Đế à, đó. Dịch nè. Thấy em đẳng cấp chưa? Thấy em đẳng cấp chưa? Ghê không? 23 điểm luôn, 23 điểm luôn, ghê không? Thượng đế rồi. Leo lên trời lại nè, Ôi, cái đón. Hello, cái đón. Mà cái mùi bắn nè. Trời. Ấy thượng đế bắn ghê không? Thượng đế bắn ghê. Ông dịch. Ủa sao không leo lên trời? Á đù. Ây da. Thượng đế à. Đang bắt cua mà, trời ơi, để núp lên đi, trời. Núp bắt cua kiểu gì, núp bắt cua bị kẹt luôn. Núp bắt cua bị kẹt thôi. Mất tờ dịch. Thượng đế nè. Mẹ bưởi. Mất tờ dịch. Mất tờ dịch láo thiệt. Ai cơ rồi. Dân chơi đây rồi. Kairon. Chơi đâu. Ây da. Ôi mày. Ây da. Ông nào kéo cục đất của tôi. Ông nào kéo cục đất của tôi. Ai chơi đây cái gì vậy chị Camui? Chị Camui ơi. Chị Camui ơi, tha cho em chị Camui ơi. Mày đang chơi nè. Camui bị vịt kéo trời. Ô, kéo được hả? Kéo được, dân chơi mà. Kairon nè, cái. Chơi mà. Bạn chờ đấy, rồi cầm mũi đầu ra. Kairon. Hồi nãy giờ là mình. Cái mũi. Kairon. Ở đâu vậy? Nè. Ghê đấy. Thượng đế bay lên trời đây. Thượng đế nè. Cài rồi. Cho mấy lần rồi. Tự đế rồi. Lấp, cho bắn. Nè, chết rồi. Đâu ta? Đế à? Em bị rơi. Em bị rơi đâu vậy? Đâu rồi. Chị có mua hình như bên nhà của chị có mua bên nhà ông dịch. Cứu. Anh bị kẹt ở bao ấy. Kệ anh ơi. Em không biết, em không quan ngành. Không biết cái bò. Bà cá mui bà ghê thiệt chứ. Thượng đế không quen nước phải không? Nè. Mấy bạn làm gì trên đấy à? Lấy đây cho mình ăn vui với. Vui không? Mày. Các bạn thấy gì chưa? À cá mui ghê, cá mui ghê đấy. Anh đu. Cái to hết à. Bắt qua nhà chị cá mui không được ta? Do bét góc nhờ. Không bắt được đâu, bét góc. À. Bà cá mui biết thằng con bò mới rơi xuống dưới luôn. Bà biết anh câu 45 lần. Ây da. Kairon nè. Kairon nè. Từ từ mình chỉ dành mình tích câu cá mui và không cá mui vui vẻ. Mui đang chơi đâu? Cái này thì cá mui em bảo vệ cho chị mà. Em tính giết ông dịch bảo vệ cho chị mà. Chị kỳ quá.
chị kỳ quá. Ông thương em như ngày xưa nữa rồi. Che cho bê hạ, che cho bê hạ. Hai, sao đây ngoài vậy? Hai. Đây là đúc, núp vậy đánh sẽ có mấy cái kiểu của núp đó. Ông dịch nè, ông dịch nè, ông dịch. À, mình biết cách để tiêu diệt Camui rồi. Đây là một thằng. Cái đẹp. Hai thằng, ok thôi. Camui hết người bảo vệ ơi. Không có gì bé, không có gì. Camui. Em lộn. Ê, cái đó. Giết chết cái đó nè. Kéo luôn thằng bảo vệ của Dịch luôn. Kéo luôn thằng bảo vệ của Kairon nè. Đúng rồi, kéo mấy bảo vệ nó xuống hết đi. Bảo vệ xuống mày. Kéo luôn Dịch xuống đi. Dịch làm gì đấy? Kairon nó quay em anh ơi. Chết Kairon, cái địch. Này thì mui lại xuống. À. Không lại xuống. Ông Dịch. Hai anh em kéo nhau xuống. À không, em lên được. Em lên được. Trời em lên được giờ đây. Trời ơi, dễ gì giết em giờ đây. Được rồi, trời ơi, tụi gì bèn. Dịch nè. Dễ gì giết được em giờ đây. Em bay lên được nè giờ đây. Ok bèn. 50 giây. Lên. Dịch. Không cần đi. Bay lên nè. Bay lên lại. làm sao vừa 42 no thượng đế phải là người chiến thắng mới đúng. Yeah, 42 điểm hơn chị Camui 1 điểm nha. Yeah, mình đã chiến thắng rồi anh em ơi. Mình chơi nút luôn, mình gọi là mình vẫn kéo Camui chết mấy chục mạng các bạn kia. Giờ đây nhìn kìa, em 42 điểm mà Camui 41 điểm. Qua là chỉ một của nút là không ghi điểm thôi. Trời ơi. Thôi nước chảo chảo ấy nước ơi. Ok thôi. Dạ nào. Ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hỗ trợ kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh Mr. Vịt, Kairon TV và chị Camui để subscribe hỗ trợ các thành viên trong team Hero nữa nha. Ok. Và các thành viên trong team Hero còn lại nữa các bạn cũng phải đăng ký nha. Ok bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.